Nếu bạn muốn cập nhật những thông tin công nghệ nhanh nhất và tìm hiểu những cái bài viết chuyên sâu về thế giới công nghệ thì có thể ghé thăm website chính thức của The Basel, có tên gọi thepixel.vn. Link của website thì mình sẽ để trong phần mô tả của clip. Xin chào các bạn. Và đây là chiếc điện thoại tiếp theo gây rất nhiều tranh cãi trong thời gian vừa qua, chiếc Vivo V23e. Nó vừa được giới thiệu tại Việt Nam với giá bán chính hãng là 8.490.000 đồng nếu các bạn đặt trước sẽ được giảm ngay 500.000 tức là 799 đấy Vậy thì với 799 V23e có những gì có đáng hay là chưa đáng video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn đây cậu trước tiên chúng ta sẽ phải nói về thiết kế của chiếc Vivo V23e mình phải công nhận với các bạn một điều rằng là thiết kế mặt lưng á, của những sản phẩm đến từ nhà Vivo luôn đẹp và với chiếc Vivo V23e này gần như mình không có điểm gì phải chê về đường nét thiết kế trên cái sản phẩm này nếu mà chúng ta nhìn từ phần mặt lưng cả nó quá đẹp các bạn ạ cái phiên bản mình cầm á, thì là có khả năng biến đổi màu sắc á, cho nên là khi mà chúng ta nhìn vào nó cực kỳ là sang trọng và đáng với cái tầm giá khoảng 8 triệu 490 nghìn đồng mức giá niêm yết và trừ quà rồi còn loanh quanh mức khoảng tầm là 799 đấy thì cái mặt lưng này thiết kế phải gọi là Quá đẹp và quá ấn tượng cái cụm camera này thiết kế cũng rất là ok nha và hôm trước trong cái video mà mình trên tay nhanh cho anh em á thì mình có nói nhầm cái mặt lưng của chiếc vivo v23e mặt lưng này được hoàn thiện bằng kính mờ nha các bạn đó khi mà chúng ta sờ vào thì nó rất là thích tay và cảm giác á nó cũng rất là cứng cáp các bạn ạ à, khi mà mình gõ vào như thế này thì nó không có bị vấn đề liên quan tới ọp ẹp và bên cạnh đó nữa thì cái thiết kế của những chiếc máy đến từ nhà vivo dòng v á, hoặc là dòng x cũng vậy họ sẽ đi theo cái xu hướng đó là mỏng nhẹ và với chiếc Vivo V23e cái trọng lượng của nó thì cũng đã rất là nhẹ rồi và độ mỏng cũng khá là ấn tượng 7,36 mm mặc dù không phải là chiếc điện thoại mỏng nhất trong tầm giá này nhưng nó cũng rất mỏng rồi bên cạnh đó thì chiếc Vivo V23e nó cũng có những cái đường nét kiểu như là vuông vuông nhìn nó cũng khá là hợp trend nhưng khi mà chúng ta chuyển sang với phần mặt trước thì đây thực sự là một cái điểm trừ ở trên chiếc Vivo V23e Bởi vì sao? Bởi vì nó lại màn hình giọt nước các bạn ạ Tầm giá này thì chắc chắn Vivo phải trang bị cho nó một cái màn hình dạng đục lỗ thì nó mới xứng tầm thôi Chứ màn hình giọt nước thì nó là một cái điểm trừ về mặt thiết kế nha các bạn Và bên Vivo thì họ có nói rằng là bởi vì họ sử dụng cái cảm biến và cái cảm biến này có cái tính năng là lấy nét kiểu như là nhận diện vào mắt á, cho nên là họ bắt buộc phải sử dụng màn hình dạng giọt nước thì đó là bên nhà vivo nói thôi. Còn dưới góc độ cá nhân của mình thì màn hình giọt nước vẫn là một cái điểm trừ nha. Bên cạnh đó thì cái cạnh ở phía dưới thì nó cũng chưa thực sự là ấn tượng cho lắm, nó cũng chưa mang đến cho mình cái cảm giác nó mỏng nhẹ và đây là một cái điểm trừ ở trên cái chiếc vivo v23e trong tầm giá của nó. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta sẽ phải nói về cái chất lượng màn hình, nó sẽ sử dụng cái tấm nền là amoled, vâng màu sắc hay là độ sáng màn hình thì mình đánh giá nó ở mức là khá ổn thôi nó không phải là xuất sắc nhất trong cái tầm giá này đâu và bên cạnh đó nữa thì nó lại không được trang bị cái tần số quét 90 hẹp các bạn ạ à, và mình nghĩ rằng là cũng có lý do thôi bởi vì sao bởi vì cái viên pin của chiếc Vivo V23e nó đã rất là nhỏ rồi chỉ có hơn 4.000 mAh giờ mà thôi cho nên là bên nhà Vivo bắt buộc họ sẽ không thể trang bị được một cái độ tần số quét là 90 hẹp bởi vì sao bởi vì 9 hạt chắc chắn là nó đốt pin cực kỳ là khủng khiếp mình đã sử dụng rất là nhiều những chiếc máy 9 hạt ví dụ như Oppo Reno 5 đi nó có 9 hạt viên pin cũng chỉ hơn 4.000 và đứt pin rất là nhanh thì đây cũng là một cái điểm mà mình nghĩ rằng là bên nhà Vivo họ đã có cái sự tính toán nhưng đáng nhẽ ra họ nên cho cái option là 9 hạt rồi sau đó người dùng thất pin châu thì họ sẽ chuyển về cái tần số quét là 60 còn nếu mà họ thích mượt mà và hoàn toàn có khả năng có thời gian sạc á thì sẽ kích hoạt lên cái tính năng là 9 hạt thì nó sẽ hợp lý hơn còn cái việc mà không có tùy chọn chín hạt cũng sẽ là một cái điểm mình chưa hài lòng lắm ở trên cái chiếc Vivo V23e này và bên cạnh đó nữa thì ở trên chiếc Vivo V23e chúng ta sẽ không có 5G nha Thực tế dưới góc độ cá nhân của mình này Có 5G hay không có 5G Hiện tại nó chả quan trọng cho lắm Nhưng mà đừng cái hầu hết những chiếc máy trong tầm tiền này á Thì đều có 5G rồi Đấy Cho nên là đáng nhẽ thì bên nhà Vivo cũng nên trang bị cho nó một cái con chip hỗ trợ mạng 5G để cho nó hợp xu hướng và với cái vi xử lý là Hello G96 thì đây cũng không phải là một con chip quá mạnh nha nó chỉ có thể là đáp ứng được những cái tác vụ rất cơ bản của các bạn mà thôi Chứ còn nếu mà các bạn muốn chiến game Thì đây không phải là cái option tốt nhất Trong cái tầm giá này Nó không quá ấn tượng nha các bạn Đó cho nên là mình cũng phải khuyến cáo trước cho các bạn nha Nếu chơi game No Cái chiếc máy này sẽ không phù hợp với các bạn đâu Với vị sử lý là Hello G96 Và như lúc nãy mình còn nói với các bạn rồi Là viên pin của chiếc Vivo V23e Nó chỉ là hơn 4.000 mAh Và với cái tần số quét là 60 Hz Thì mình thấy rằng là nó có thể tạm đáp ứng được cái nhu cầu một ngày của các bạn. Nếu các bạn sử dụng ít, còn nếu các bạn sử dụng nhiều quá thì nó cũng sẽ mất phải hai lần sạc thì mới có thể là sử dụng được thoải mái trong vòng một ngày các bạn ạ. Được cái là nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh 44W. À, 44W, tốc độ sạc cũng rất là ok, cũng nhanh đấy. À, nhưng mà mình hy vọng rằng là cần phải có sự tối ưu hóa lại về phần mềm để giúp cho cái chiếc Vivo V23e này nó có thể mang đến một cái thời gian sử dụng tốt hơn, đỡ mất công phải sạc hai lần một ngày. Còn về cái camera đây là điểm mà ở trên chiếc Vivo V23e nó đánh mạnh nhất. Chúng ta sẽ phải nói về cái camera trước trước đi ha. Thì camera 50 xe này cái chất lượng ảnh selfie miễn bàn rồi. 50 xe các bạn mà muốn rỗ nhìn mụn đầy mụn á thì các bạn hãy tắt cái tính năng là làm đẹp đi là chắc chắn luôn, rõ cực kỳ luôn các bạn. Ạ. 50 chấm nó nét vô cùng luôn. Còn nếu mà các bạn mong muốn rằng là mặt của chúng ta sẽ vô cùng láng mịn thì có thể là kéo cái tính năng làm đẹp lên nó cũng rất là ok, mọi thứ đều rất là ngon nếu mà chúng ta nói Về cái camera selfie ở trên chiếc Vivo V23e Và nó cũng có cái tính năng mà lúc nãy mình có nói với các bạn rồi tức là nó sẽ nhận diện cái mắt của chúng ta Khi mà các bạn quay qua quay lại thì nó nhận diện cũng rất là ok đấy Mặc dù là đây không phải là một chip mạnh nhưng mà cái tốc độ nhận diện thì mình thấy rằng Nó cũng ngon Đó, Kết hợp giữa phần cứng camera và cái phần hiệu năng thì mình thấy rằng là cũng ngon ok nếu những bạn nào mà thích selfie còn khi mà chúng ta nói về cái camera sau của chiếc vivo v23e thì có mất điểm mà mình cần phải nói trước với các bạn đó chính là gì cái phiên bản phần mềm mà mình đã sử dụng ở trên chiếc vivo v23e nó sẽ có bản số dựng là 1.11.9 thì với cái phiên bản phần mềm này thì mình thấy rằng là cái cụm camera của chiếc vivo v23e nó vẫn chưa đáp ứng được cái kỳ vọng của mình và mình đang mong muốn rằng trong thời gian sắp tới thì bên nhà vivo sẽ cần phải update thật nhiều những cái phiên bản cập nhật phần mềm để giúp cho chiếc máy này có khả năng chụp ảnh là tốt hơn ví dụ như là khi bọn mình chụp ảnh xóa phông thì mình thấy rằng là cái khả năng xóa phông của nó cũng chưa ok lắm hay là về màu sắc á, khi mà chúng ta chụp ở chế độ auto á, thì nó cũng ở mức là vừa đủ ổn thôi chứ nó không phải là quá vào wow trong cái tầm tiền này các bạn ạ và một số những trường hợp á, thì mình thấy rằng là nó bị sai màu á cho nên là mình thực sự là mong chờ sắp tới thì bên nhà vivo sẽ cần phải update thêm những cái bản phần phần mềm mới để nó trở nên ok hơn. Và một cái điểm trừ ở trên chiếc Vivo V23e là gì? Là nó sẽ không có hệ thống loa kép stereo Vâng, rất đáng tiếc các bạn ạ tầm này cuối năm rồi phải có loa kép thì nghe nó mới hay được đúng không? Và đó là những cái chia sẻ của mình về chiếc Vivo V23e. Đây là một chiếc máy nó sẽ thiên hướng về cho những bạn nào mà yêu thích vẻ đẹp, các bạn thích cái thiết kế của nó, các bạn thích camera selfie của nó, thích một chiếc máy mỏng nhẹ thì ok. Đây là một cái lựa chọn còn nếu các bạn đang cần chiếc máy có khả năng quay video tốt này hoặc là các bạn cần một cái thủ lưới pin ok thì hay là hiệu năng chơi game cực đỉnh nhá thì vivo v 23 e rất khó để có thể là đáp ứng được cái nhu cầu này của các bạn còn với những bạn nào mà đang theo dõi video ngày hôm nay các bạn nhận định gì về chiếc vivo v 23 e đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay còn bây giờ thì bye